Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên các dòng xe làng nhằng khu khoảm. Vâng, một chiếc xe mẹc bản CLA vừa về cửa hàng các bác nhá. Đây là một chiếc xe hàng cực kỳ độc, cực kỳ hiếm luôn. Hiếm là vì sao? Lâu lắm rồi nó mới về bên em Vũ Duy Ô Tô ạ. Vâng, một chiếc CLA 250 sản xuất 2014 và con này thì bao zin các bác cả xe luôn nhá. Bao cam kết không có đâm đụng ngập nước và xe thì sử dụng động cơ chỉ có 2.0 thôi. Nên là một mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì cực kỳ ấn tượng. Không như những cái dòng Lamborghini ăn xăng tầm khoảng 50 lít trên 100 cây. Nói đùa các bác chứ tầm khoảng 30 ạ. 30 lít trên 100 cây. Còn đây CLA 250 form của AMG với bánh 4 bánh dẫn động hoàn toàn chủ động luôn đấy các bác nhá. Thì chiếc xe này bên em Vũ Duy Auto bán chỉ bằng nửa giá so với chiếc xe mới thôi ạ. Vâng, một chiếc xe mới thì sẽ rơi vào tầm khoảng gần 2 tỷ nếu mà cả thuế luôn. Ra tên bấm biển đấy ạ, thì gần 2 tỷ. Còn con này đẹp như thế này, xuất sắc như thế này, nhưng bên em Vũ Duy Auto chỉ bán với cái giá là hơn 800 triệu đấy ạ. Hơn 800 triệu các bác sở hữu được ngay chiếc xe này luôn. Một chiếc xe màu đỏ ruby nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn. Với 4 bánh la răng hình ngôi sao 5 chấu xịn sò. Đấy, phanh đĩa có lỗ thoát nhiệt hai bánh trước và phanh đĩa đằng sau. Hệ thống đèn bi xe lông siêu sáng và đặc biệt là con này thì hiện đại vô cùng. Với chiếc xe mang biển số 15A56748 các bác nhá. Vâng, biển số thành phố Hải Phòng. Và con này thì các bác yên tâm là chính chủ mở bán luôn nên các bác yên tâm ạ. Vâng, xe cực kỳ đẹp luôn. Mặt catalang với logo hình ngôi sao ba cánh với tất cả các cái chi tiết ánh sao, ánh kim, hình kim cương rất là đẹp luôn. Còn form dáng của xe thì luột là khỏi chê luôn. Với những ai mà yêu thích cái dòng xe thể thao, muốn cái mức độ tăng tốc chỉ từ 0 lên 100 km trong vòng có 6,3 giây thì đây là một chiếc xe như vậy. Vâng, với khối động cơ chỉ có 2.0, ăn xăng thì như ngửi, tiết kiệm nhiên liệu. Và con này thì nói chung là full option ngập trời luôn. 4 bánh lốp Michelin các bác nhá, 4 quả lốp Michelin Pilot Sport 4. Và các bác có thể nhìn là con này sử dụng vành la răng rất là to, 18 inch, lốp 225-40 vành 18 nha các bác nhá. 4 quả lốp Michelin và đây là lốp Michelin chính hãng luôn, xe cực kỳ đẹp và vừa về cửa hàng. Một chiếc CLA 250, vâng, form AMG rất đẹp luôn. Với hệ thống gương chiếu hậu chống chói, kính điện automatic cả 4 cánh luôn. Và đặc biệt là cửa sổ trời thì con này full toàn cảnh panorama nha các bác nhá. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, cũng như là ngay ngã tư Quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng để đến xem xe và thẩm nghiệm. Một mẫu xe đỉnh cao, một mẫu xe mà bên em bán với cái giá chỉ hơn 800 thôi, rất rẻ so với thị trường luôn. Con này thì bọn em mua rẻ được thì em bán rẻ cho các bác thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà dành cho những người có điều kiện kinh tế, có điều kiện hưởng thụ. Và xe thì an toàn hàng đầu với hệ thống hơn 10 túi khí luôn các bác nhá. Vâng, hơn 10 túi khí, hệ thống dừng đỗ e-stop, rồi hệ thống chống trơn trượt, hệ thống dừng đỗ cản trước này các bác nhìn này, cảm biến vây quanh xe luôn. Logo hình ngôi sao, đấy các bác nhìn ạ, vâng, form dáng xe rất là đẹp. Con này thì sắp xếp lại số thì nó sẽ thành 4, 5, 6, 7, 8, quá đỉnh luôn. Vâng, với tầm tiền vừa phải, chỉ có hơn 800 triệu nhưng các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Đèn bi xe lông, đấy, đều là zin đấy các bác nhá. Có hệ thống rửa đèn tự động và cảm biến phía đằng trước, cảm biến va chạm cho xe. Con này thì do là để tạo cái hốc gió tản nhiệt nên là người ta sẽ không làm đèn gầm, không làm đèn gầm như cái dòng xe bình thường. Nhưng mà phía đằng trước thì người ta đã gắn rất nhiều cảm biến ở quanh xe để cho các bác yên tâm khi mà các bác đi trong những cái chỗ chật hẹp. Vì đây cũng là một dòng xe có rất nhiều tiền. Đấy, tôn vỏ mỏng te. Đấy, tôn vỏ mỏng nhá các bác nhá. Và sơn là sơn zin. Đấy, xe rất là đẹp. Cả nói chung là về thiết kế thì khỏi chê rồi. Lốp Michelin, đây các bác nhìn này, lốp mây dày khự luôn. Lốp Michelin 2020 và lốp R18 này, lốp 2020 đây. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, la răng đúc của xe 5 chấu kép, hình ngôi sao cực kỳ xịn sò với phanh đĩa tản nhiệt. Đấy, dòng này thể thao dẫn động 4 bánh nha các bác nhá, dẫn động cả 4 bánh luôn. Và các bác có thể nhìn là lốp láp dày, xe cứng cáp, 4 quả lốp mới tinh. Đấy, xi nhan kết hợp tay gương cụp xe có chế độ chống chói với cái gương này. Và đây các bác nhìn này, gương zin này còn nguyên. Tất cả các cái nẹp chrome của nó này sáng bóng luôn. Đấy, cửa sổ trời
panorama toàn cảnh đấy, ra cả cửa thành tấm này luôn này. À, và nội thất bên trong con này thì rực rỡ vô cùng. Ơi, các bác có thể nhìn là riêng về kính thì con này là kính không có khung nhá, kính không khung không viền. Đấy, keo chỉ bao zin cho các bác luôn, nên là em sẽ không quay keo chỉ nữa. Về phần tappy, các bác có thể nhìn là trên này có hệ thống ghế điện, ghế chỉnh điện tự động với 3 vị trí nhớ. Đấy, 3 vị trí nhớ, ghế chỉnh điện, khóa điện và gương kính điều chỉnh cụp xòe điện tự động luôn. Đấy, điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Kính điện một chạm nhá. Và tất cả hệ thống kính ở trên chiếc xe này thì là đều sử dụng phim cách nhiệt hàng cao cấp, đến 15 triệu một bộ phim cách nhiệt này luôn. Đấy, trên tất cả cửa kính của xe. Và phim cách nhiệt của nó là sử dụng phim cách nhiệt của Sungard. Đấy, Sungard này. Đấy, các bác có thể nhìn là nội thất bên trong, ngay cả các cái phần bản lề đây nó bao zin cho các bác luôn, chưa hề có tháo mở một lần nào luôn. Xe cực kỳ cứng đẹp, tiền nào của đấy thôi. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Hệ thống ghế của xe là ghế ôm dọc thân và có thiết kế rất là thể thao. Vâng, thiết kế thể thao, các bác nhìn này, ngay từ phần tựa đầu gối này, rồi phần ốp lưng, ốp sườn này, và có túi khí ở trên đây nhá các bác nhá, có túi khí ngay trên xe này luôn, bao zin. Đấy, thế còn hệ thống đèn gạt mưa tự động của xe hoạt động hoàn toàn bình thường, tất cả các chức năng đèn này, rồi cruise control ga tự động này có luôn nhá, ga tự động cruise control. Mặt vô lăng thì các bác có thể nhìn là vô lăng của chiếc xe là vô lăng 4 chấu. Đấy, và tất cả các chi tiết này của nó vẫn còn rất là đẹp và chưa có mài mòn luôn. Đấy, vô lăng da, đấy, bọc và đây là vô lăng méo thể thao nhá, kiểu dáng thể thao luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, xe cứng cáp quá đẹp luôn. Tí nữa ta sẽ cùng đi chi tiết vào cái phần trong đấy ạ. Đấy, nẹp chrome dọc xe. Đấy, em sẽ mở cửa kính ra hết để các bác cùng xem. Nội thất khoang đằng sau, ghế da xịn sò cao cấp. Dòng Mercedes thì nó cũng thiên hướng về cái khoang sau là chính. Thế nên là khoang sau vẫn rất là rộng rãi. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, rộng rãi vô cùng. Và đặc biệt là chiếc xe này thì sử dụng sàn 6D các bác nhá. Sàn 6D luôn. Đấy, sàn này, sàn nỉ 6D. Đấy, đẹp luôn. Trần của xe là nguyên bản màu đen, nỉ đen luôn. Đấy, tappy kính điện này. Keo chỉ khỏi bàn. Vâng, một chiếc xe cao cấp với kính không viền. Đấy, các bác nhìn là tất cả các chi tiết này, nỉ chống ồn của xe này. Và con này là dẫn động 4 bánh toàn thời gian các bác nhá. Nghĩa là hoạt động một phát 4 bánh luôn. Nhưng với khối động cơ 2.0 của con này ăn xăng chỉ tầm 6 lít trên 100 cây thôi ạ. Chỉ 6 lít trên 100 cây thôi. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe là sử dụng đèn LED HUD. Đây các bác nhìn này, công nghệ mới đèn LED HUD nhá, rất đẹp. Cảm biến phía đằng sau, hốc gió giả này. Đấy. Và con này thì là một chiếc xe thể thao nên không thể thiếu được cái khoản bô đôi. Đấy, bô đôi đây. Đấy. Vâng, một chiếc xe quá là đẹp luôn. Form AMG là form thiết kế bởi nhà sản xuất đến từ Đức. Và cái form này thì đúng là đẳng cấp vượt thời gian luôn. Đến bây giờ form không bao giờ biết lỗi mốt là gì các bác nhá. Keo chỉ thì các bác nhìn này. Đấy, cứng cáp vô cùng. Tất cả các chi tiết của nó cứng cáp luôn. Đấy các bác nhìn này. Vâng. Này, các bác nhìn các cái phần keo này, keo sát viền này. Đấy. Còn zin luôn, tất cả các chi tiết này đều zin các bác nhá. Zin luôn từ nhà sản xuất luôn. Đấy, bên này cũng thế này. Và sàn của xe thì rất là sạch, chủ người ta đã độ lên cái sàn bên này rồi. Và đây, lốp sàn dưới này. Con này thì các bác có thể hỏi một câu là không có lốp sơ cuộn à. Thì cái lốp này là lốp chống bục mọt đấy các bác nhá. Riêng dòng này thì nó sẽ không có lốp sơ cuộn đi kèm. Đấy, lốp bên này thì các bác có thể để ý là lốp cũng là lốp mới này, dày luôn. Đấy, lốp la răng, riêng cái quả la răng thì nhìn nó đã khác rồi. Đấy, la răng của AMG. Vâng, độ la răng quá đỉnh luôn. Hàng đẹp, xịn sò, riêng bộ la răng đã mấy chục triệu rồi chứ không phải là vài triệu đâu. Đấy, tappy kính điện, keo chỉ da giếc của con thì quá là đẹp. Đấy, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin nhá. Tất cả các chi tiết này của nó đều chưa ra ốc luôn này. Đấy, tappy kính này, lên kính điện một chạm luôn. Một chạm tất cả các cánh nhá các bác nhá. Đấy. Vâng, nội thất thì vô đối luôn. Nội thất đẹp vô đối. Và đấy các bác nhìn ạ. Và đấy, đằng sau ạ. Không gian trần này, đèn lõm đầy đủ luôn. Đấy, có đèn đọc sách cho các bác luôn. Và
Hệ thống âm thanh của con này thì quá đỉnh nữa. Vâng, âm thanh loa đến từ Đức thì khỏi chê rồi. Cửa không viền nữa các bác nhá. Cửa kính không viền. Một chạm kính điện. À, hàng xịn sò cao cấp mà. Vâng. Nói chung là tầm tiền này thì chắc chắn xe phải đẳng cấp rồi. Vâng, không thể bảo luật là như những chiếc xe cũ được. Nhưng mà đấy, bên Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán tất cả các dòng xe từ 10 triệu cho đến 1 tỷ nên là các bác yên tâm. Đấy, ghế này, các bác nhìn là ghế này. Đấy, nội thất bên trong này. Nội thất bên trong thì là ốp vân carbon, mạ vân carbon nạm kim cương. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. À, riêng kể cả các cái phần hốc gió đây nó cũng đã khác rồi. Khác thiết kế hoàn toàn rồi. Còn đầu của nó là đầu đơn nguyên đơn giản thôi. À, đặc biệt là con này thì có máy eco các bác nhá. Đây là chế độ eco của máy này. Đấy, điều hòa auto hai vùng luôn. Đấy, tất cả các chi tiết mạ carbon rất đẹp và hiện đại. Đấy, phím điều khiển tích hợp trên đây. Đấy, đồng hồ hiển thị này. Đấy, mức độ tiêu thụ nhiên liệu này. Đấy, rất nhiều đồng hồ chức năng. Học đồ rộng rãi. Đấy, dòng cao cấp thì nhìn tất cả các chi tiết của nó thì khỏi phải chê rồi. Vâng. Úi giời, gương kính zin luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, gương zin nhá. À, thế còn bây giờ thì ta sẽ cùng vào xe để nổ chiếc xe rồi ra khoang máy nhá. Con này thì có chế độ thể thao, vô lăng 4 chấu, có tích hợp gẩy số vô lăng. Đây, gẩy số vô lăng đây là các bác ạ. Đấy, cộng trừ đây. Đấy, gẩy số vô lăng. Điều khiển giọng nói, tích hợp hệ thống cơ bản như bình thường của các dòng xe khác thôi. Còn con này thì với đồng hồ công tơ mét trông rất là xịn sò này. Thì chiếc xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ trong vòng có con này là 6,3 giây. Thế còn khi mà các bác full kịch là 260 km trên giờ đấy ạ. Và dòng này thì nó lên với cái tốc độ đấy, nó rơi vào tầm khoảng gần 20 giây thì sẽ lên được cái tốc độ 260. Thế còn các bác có thể nhìn đồng hồ hiển thị này. Đây là một chiếc xe dành cho dòng xe cao cấp. Thế nên là cần số nó sẽ sử dụng cần số trên này nhá. Cần số gạt lên hay gạt xuống là nó sẽ vào các cái chức năng bằng gạt này luôn. Thế nhưng mà hiện nay là em đang dừng đỗ tắt máy, thế nên là nó sẽ không ra cái hiển thị này đâu. Rồi, ta để nổ chiếc xe rồi. À, chiếc xe này là một chiếc xe khá là đẳng cấp với động cơ máy eco. Rồi, số tự động hiện đại và đặc biệt là có chế độ dừng đỗ. Đèn auto đây, đèn auto đây. Đấy, chế độ dừng đỗ xịn sò. Và đây là ga cruise control các bác nhá. Ga tự động này. Đấy, gương chiếu hậu chống chói này. Rồi có màn hình cam hành trình. Và có cả cam lùi nhá các bác nhá. Con này có cam sau luôn. Cam đằng sau kìa. Ngay phần trần đấy ạ. Ngay trần. Đấy, cửa sổ trời của xe thì em mở sẵn ra thôi. Đấy, ta có thể đóng vào. Đấy, cửa sổ trời full toàn cảnh luôn. Đấy, rất êm. Đấy, cửa đóng kín khít luôn. Đấy, và trần của nó thì đẳng cấp rồi. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi ra khoang máy và xem động cơ nó như thế nào. Đấy, vâng. Máy rất êm các bác nhá. Động cơ 2.0 nhỏ, nó máy êm công nghệ mới. Vâng, Mac là một dòng xe mà đi đầu với những cái công nghệ đẳng cấp đỉnh cao rồi. Thì các bác chỉ cần đi các bác đã hiểu chất của nó rồi. Đấy, cái nắp capo này không quen lắm. À đây rồi. Đấy, ui, nắp capo nhẹ vô đối luôn. Rồi, chờ em chống đây đã, sau đó ta sẽ cùng xem khoang máy. Đầu tiên là phần capo, con này capo mỏng te luôn này, quá tôn này. Đấy, tôn mỏng luôn nhá, keo chỉ zin, ốc zin. Đấy, tất cả các chi tiết này của nó đều zin luôn này. Đấy, đây là các bác yên tâm. Đấy, keo chỉ zin, ốc zin nhá, bao zin cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ này, ốc này. Và thảm nỉ của nó còn đẹp nguyên. Đấy, thảm nỉ như mới luôn. Máy của chiếc xe này thì con này sử dụng động cơ máy 2.0, công nghệ mới của đến từ Đức. Và hãng xe Mẹc thì bao giờ cái dòng này nó cũng có hai vách máy. Thế này là các bác có thể ở đây thì có thể nghe tiếng máy một chút thôi, nhưng mà khi mà các bác ngồi trong khoang máy thì gần như là không nghe tiếng máy luôn. Máy số rất êm và bao zin cho các bác nhá. Con này thì bao không có đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích và bao zin cho các bác luôn. Test hãng thoải mái cho các bác nhá. Vâng, dòng xe nhiều tiền thì nó sử dụng các cái chất xe bao giờ nó cũng phải đẳng cấp rồi. Đấy, hệ thống đèn này, rồi các cái phần khung sườn này, khung sườn của xe này chống bặn xoắn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, tất cả các chi tiết của xe thì rất là đẹp. Đấy, xịn sò rồi. À,
một chiếc Mac CLA 250 cảm rất đỉnh cao đấy, màu đỏ bắt mắt, và con này màu đỏ ruby đấy các bác nhìn này, riêng cái màu này tầm này quá là đỉnh luôn đấy, chất xe nhìn đủ hiểu luôn. À, những ai mà quan tâm đến chiếc xe Mac CLA 250 2014 đẳng cấp này thì alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926 nhá. À, cái con này gầm của nó thì chỉ có 15 phân thôi. Đây, các bác nhìn này, gầm cực thấp luôn. Gầm thấp cực kỳ luôn. Vâng, dòng xe thể thao nên là gầm sẽ rất là thấp. Đấy, gầm bệ thì không nói nhiều nhá. Riêng xe chất thì gầm bệ là phải sáng rồi. Vâng, những ai quan tâm đến chiếc xe này mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô đến xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe đẳng cấp hơn nữa. Vâng, xin chào tạm biệt các bác. Đấy, xe đẹp, máy số ngon, côn số ngọt, nhẹ nhàng cái này tội gì không mua. Đây, đèn led định vị hiện đại xịn sò luôn. Và bây giờ thì ta sẽ ngồi trong xe lùi rồi tiến em ạ. Xe này đi thì sướng rồi, độ vọt phải khóa là cao. Đấy, ui giời. Gãy số vô lăng các bác nhá. Mình chỉ cần gãy lên cái thôi. Đấy. Phanh điện tử luôn, phanh điện tử đây. Đấy, rồi. Lùi nào, màn hình cam lùi đây. Đấy, rất tiện lợi cho các bác. Gương trông có nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà cũng khá là dễ dàng sử dụng và nhìn rất dễ. Đấy. Ui xa. À, tiến nào. Con này đạp ga sướng các bạn, thốc ga lắm. Đấy, và số má của nó thì lên rất là nhanh nhá. Xe rất là luột và số má lên nhanh. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xe đẹp, ngon. Đấy, hiện đại đẳng cấp luôn. Auto toàn bộ cả xe, đúng là xe xịn có khác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.